Rồi chào các bạn, mình là Ngũ Hoàng Phúc từ happyforsa.com và từ khoảng tầm giữa năm là mình đã có những cái bạn nhắn tin cho mình hỏi khi nào thì mình mới có bộ số 2020. Thì hôm nay trên tay mình đang cầm là một cuốn lịch demo cho cái bộ số lịch 2020 rồi. Và trong video ngày hôm nay á, thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách để chúng ta làm thao tác cơ bản và mình sẽ review cái cuốn lịch này cho anh em ha. Rồi đầu tiên nhé, các bạn sẽ cần chuẩn bị cho mình là cái file template cái lịch 2020. Thì mình có để link tải phía dưới phần comment, phần description, phần mô tả, phần bla bla bla, mình đều để có cái link này thì các bạn có thể tải về. Thứ hai nữa là các bạn cần chuẩn bị cho mình 13 tấm hình ha, 13 tấm hình. Hình người yêu, hình crush, hình gia đình các bạn chẳng hạn vậy, hoặc hình các bạn chẳng hạn thế. Thì ở đây các bạn cần lưu ý cho mình nè, hình các bạn chọn á nên một là hình dọc, hai là hình ngang. Hình dọc thì nó dễ rồi, nhưng mà hình ngang á thì các bạn nên chú ý là chúng ta nên sử dụng những cái hình mà nó có khoảng trống ở hai bên để chúng ta để cái bộ số, ví dụ như là bên này đi đó, rồi như hình này chẳng hạn vậy đó, thì bạn gái mình ngồi một bên thì mình sẽ để cái bộ số ở một bên như thế này thì nó sẽ đẹp nhất ha. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ mở cái file lên. Cái file của mình á thì mình sẽ có thêm một cái file rút gọn, và đây khá là có một bản full và một bản rút gọn. Bản rút gọn đơn giản là mình gom mấy cái bộ số lại cho nó gọn, còn bản full thì mình sẽ để nguyên luôn là có đầy đủ số rồi đủ các thứ đồ, toàn bộ là file BSD và còn nguyên C để cho các bạn có thể chỉnh sửa được cái phông hoặc là cái màu sắc các thứ thì bạn có thể tùy chỉnh. Thì đây cái file các bạn mở lên các bạn sẽ có kiểu như này đó. Trang đầu tiên thì các bạn sẽ delete đi. À, back lại chút là mình có cái dịch vụ in lịch đó, thì anh em có thể vô cái link này nhá. Rồi các bạn xóa đi thì các bạn sẽ thấy tháng 1. Thì ở bên phần layer các bạn để ý nè, bên phần layer ha, thì các bạn sẽ có cái background thì không nói làm gì. Đây chúng ta sẽ có cái folder background màu vàng ha, được đánh dấu màu vàng. Thì các bạn sẽ bật lên, các bạn sẽ thấy mình đang để khoảng cỡ 6 cái background thì các bạn có thể tùy chỉnh. Các bạn có thể bật lên, chúng ta chọn cái background nào cho nó phù hợp với sở thích của các bạn. Rồi, hình của các bạn á, thì các bạn sẽ bỏ hết vào trong cái group hình của bạn ở đây này. Ví dụ như là ở đây mình có 6, bao nhiêu ta? 1, 2, 3, 4, 5 tấm hình này thì mình bỏ hết vào trong cái folder này luôn nhé. Rồi, bỏ hết vào đây. Mình cứ thả hết vào trong này và mình sẽ bấm Enter, Enter, Enter liên tục thôi. 1 nè, 2, 3, 4, 5. Đó, thì cái file này các bạn sẽ gom hết này. Các bạn click ở đè phím Shift, các bạn click vô chọn, các bạn để vào file hình của bạn ha. Thì đây các bạn có thể tắt hết đi. Đó, thì ở đây các bạn sẽ bật lên dần dần cho từng tháng. Ví dụ như là hình ngang này. Đó, mình sẽ Ctrl T. Ở cách sử dụng cái file này y chang như là những cái clip của năm ngoái mình có hướng dẫn rồi, thì anh em có thể theo dõi ở trên đó nhé. Rồi tháng 1 này, có thể thấy cái số tháng 1 đấy không? Đó, ok ha. Thì đây có thể là mình sẽ tạo blending option để mình có một cái stroke màu trắng chẳng hạn vậy, hoặc là để cho nó cùng tông thì có thể mình sẽ chọn màu vàng sáng sáng chút xíu. Đó, rồi chữ thì mình có thể chỉnh lại thành màu trắng, rồi nên drop màu vàng chẳng hạn vậy. Tùy, các bạn có thể chỉnh lại rất là nhiều ở trong này ha. Đó, ví dụ như là click OK thì chúng ta sẽ có trang số 1 như này, các bạn lưu lại. Cứ như vậy cho tất cả những tháng sau. Còn ví dụ như là hình dọc đi thì các bạn sẽ để một hình một bên nè. Đó, hình một bên. Mình sẽ clear style đi thì chúng ta sẽ có bộ số như này ha. Thì đây các bạn có thể bật cái background lên để chúng ta chọn cái background nào các bạn cảm thấy phù hợp. Ví dụ như là hình này mình cảm thấy khá là ok. Đó, thì mình sẽ Ctrl T chỉnh cái hình này lại chút xíu cho nó vừa khung. Đó, và Enter thì chúng ta sẽ có trang tháng 1 chúng ta lưu lại. Tương tự như vậy với tất cả những cái tháng khác. Các bạn có thể tham khảo những cái video hướng dẫn làm lịch để bàn ở của mình, làm ở những cái năm vừa rồi, năm 2018, năm 2019 thì mình cũng đã làm đầy đủ rồi. Thì các anh em có thể tham khảo những cái video đó. Cái cách sử dụng này tương tự, không có khác gì cả ha. Yeah, và cầm trên tay mình thì đang là cuốn lịch chúng ta in ra rồi đây. Tất nhiên là khi gửi tới các bạn thì mình sẽ có một cái hộp và các phong các thứ đồ cho nó gọn gàng, sạch sẽ và là xịn hơn ha, chứ không chỉ đơn thuần là một cái bọc như vậy. Tất nhiên rồi. Nhưng mà đây mình đã in ra thì mình sẽ review cho anh em coi thử cái chất liệu nó như thế nào, với cái độ chi tiết của hình của chúng ta nó như thế nào nhé. Ở đây mình bóc ra một lần rồi cho nên nó hơi không được gọn gàng cho lắm. Nhưng mà đây các bạn sẽ thấy chúng ta có bao gồm 13 tờ, như mình nói 13 tờ mà các bạn đã thiết kế đó.
theo cái form mình đã đưa và mình đã hướng dẫn ở hồi phần đầu clip. Thì các bạn để ý nè, cái phần giấy của chúng ta nó sẽ là giấy Ford. Giấy Ford giấy này thì chuyên để cho in in cưới, in album cưới, cho nên là anh em yên tâm về vấn đề chất lượng nha. Gọi là in xài một năm nhưng mà thực tế cái chất lượng này các bạn có thể xài, các bạn để 5 năm 10 năm vẫn ok chứ chẳng vấn đề gì đâu. Nó giống như là nó y chang như cái chất lượng của những cuốn album cao cấp á ha. Máy thì tất cả chúng ta cũng sẽ sử dụng máy in xịn luôn, mực cũng in mực xịn luôn. Thì anh em có thể để ý những cái phần chi tiết ở trên hình của chúng ta, ví dụ như là những cái phần hạt mưa này. Đó, anh em có thể thấy nó rất là rõ, rất là đầy đủ chi tiết ở trên này. Chúng ta có đó có những cái background này, mình để cái opacity nó khoảng cỡ 10-20% nhưng mà lên đây nhìn nó rất là vừa vặn ha. Những cái đó mình thường mình để mặc định rồi cho nên là anh em cứ thoải mái thôi. Đó, anh có thể thấy những cái chi tiết ở trên phần vân lá này. Nó này rất là ok. Tương tự như vậy với những cái tháng khác thì anh em có thể xem thử. Đó, những phần tóc này. Đó, nó lên khá là ok chứ nó không có nó rất là ổn ha. Đó, thì chất lượng cái 13 tờ giấy chúng ta sẽ có 13 tờ lịch ngày là bao gồm 13 tờ như vậy với chất lượng rất là tốt. Lò xo thì mình sử dụng lò xo sắt luôn, các bạn có thể thấy nó khá là cứng cáp này, bóp vô nó không có bị móp vô này. Đó, hoàn toàn không móp luôn, và nó chỉ hơi như thế này thôi để nó có cái độ co giãn của chúng ta khá là vừa và rất là chắc chắn. Mình để khá là sâu, em có thể để ý này. Như cái viền này mình đã có cái phần viền gợi ý ở trên cái file thiết kế rồi thì anh em có thể yên tâm cái vấn đề nó không bị lẹm vào quá nhiều. Mình để như vậy thì anh em có thể thấy chúng ta có một cái khoảng rất là dài để chúng ta thiết kế và để không vấn đề gì cả, để anh em có thể thoải mái chúng ta sắp xếp những cái vị trí của hình sao cho nó hợp lý ha. Còn như phần bìa đứng thì nó sẽ là giấy bồi. Giấy bồi và mình có một cái lớp màu đen như vậy nhìn cho nó sang, bởi vì anh em thường để trên bàn hay là khu vực làm việc á thì để phần màu đen như vậy nó chìm xuống chút xíu để nó nổi bật cái tờ lịch của chúng ta lên và nó rất là cứng kép thoải mái ha. Thì đó, anh có thể thấy là mình có thể bẻ như vậy nó cũng không có bị quá nhiều này. Đó, và gấp lại nó cũng khá là gọn. Đó, thì đơn giản nó như vậy thôi. Với chất lượng như vậy thì mình chắc chắn một chuyện là anh em in ở bên ngoài những cái tiệm photo không bao giờ được như vậy, chắc chắn luôn 100%. Bởi vì nếu như mà anh em in những cái tiệm như vậy á, thì thường người ta sử dụng giấy nó giống như là giấy bìa cứng thái thôi, thì lúc đó anh những cái phần màu sắc rồi phần nét này nọ nó sẽ không bao giờ được như thế này. Bởi vì như ở đây mình đang sử dụng mình đang yêu cầu một bên studio cưới á, chuyên in ảnh cưới á, người ta làm cho mình thì nó mới được những cái kiểu như này thôi. Mình sử dụng những cái máy in gọi là chất lượng cao mà. Đó, thì nó sẽ có những cái chất lượng về màu sắc, về độ sắc nét và tất cả cái chi tiết ở trên hình của chúng ta rất là tuyệt vời. Đó, thì đó là cái về cái lịch của chúng ta ha. Thì nếu như các bạn cần in như thế này thì các bạn có thể gửi ở trên cái form, mình để ngay link ở phía dưới phần comment, hoặc là các bạn có thể lên trên website của mình, trên fanpage của mình thì cũng có những cái form để chúng ta đăng ký như thế này, hoặc là ngay dưới phần description, phần mô tả, phần comment cũng sẽ có cái link để anh em gửi. Anh em có thể tự thiết kế cho mình, hoặc là anh em giá một in một cái cuốn như vậy là 299.000 nha. Mình sẽ ship tận nhà cho anh em. In thì sẽ loanh quanh khoảng cỡ 1-2 tuần tùy theo cái lượng đơn hàng. Tại vì mình mỗi lần in thì mình phải in nhiều, cho nên là anh em thông cảm cái vấn đề nó hơi chậm một chút xíu. Tuy nhiên bởi vì chúng ta còn đang là thời gian thì mình mở in cái này nó khá là sớm, cho nên nếu như anh em nào gửi sớm thì chúng ta có cái quỹ thời gian nó dư giả, cho nên cũng không có vấn đề gì, mình nghĩ là vậy. Cho nên là rồi, thì nếu như mà anh em không có biết thiết kế, hoặc là chúng ta lười, hoặc là chúng ta như thế nào đấy, hoặc là anh em không tiện thiết kế chẳng hạn, vậy anh em có thể gửi cho mình khoảng cỡ 13-20 tấm hình ngang dọc đều được ha, thì mình sẽ thiết kế giùm anh em và phí thêm nó sẽ là 50.000 cộng thêm vào. Thì bởi vì mình cũng có nhiều việc cần làm cho nên là mình bắt buộc phải trạc phí anh em cái vấn đề là chúng ta thiết kế hộ, cho nên là mong anh em thông cảm vấn đề đó nhé. Thì nó khá là ok thôi. Ok, đây là toàn bộ cái video này. Mình hy vọng là anh em sẽ thích cái dịch vụ của mình. Và mình những năm trước mình cũng có làm rồi, cho nên là đảm bảo sẽ có rất là nhiều những cái review của những cái khách hàng cũ. Nếu như những năm trước anh em đã từng in của mình rồi, hãy cho mình một cái comment review ngay phía dưới nhé. Mình không ngại vấn đề đó, chê cũng được, khen cũng được, để cho tất cả các anh em khác người ta nhìn vô và người ta biết được là chất lượng thật như thế nào, không có hoàn toàn là quảng cáo. Bởi vì mình in như thế này là cái cuốn này mình in là in cho bạn gái mình, cho người yêu mình, cho nên là mình phải đảm bảo nó hàng nó phải cực kỳ tốt, vì đưa tặng người ta thì nó mới thể hiện hết được cái tấm lòng mình chứ ha. Chứ còn in kiểu vớ vẩn thì nó cũng kỳ, cho nên là anh em yên tâm với điều đó ha. Ok, và đó toàn bộ video này. Nếu như đây là lần đầu tiên đến với kênh của mình, đừng quên kéo chút xíu nhấn subscribe đăng ký, và mình sẽ gặp lại anh em
vào video sau, và chắc chắn trong năm 2020 mình sẽ có nhiều cái tutorial khác làm của mình em nữa. Ok, bye bye anh em.